với mục tiêu huy động kết quả các nguồn lực cao nhất để chăm lo cho người nghèo và thực hiện cuộc vận động chăm lo cho người nghèo, không bỏ ai ở lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ. Những năm qua, các cấp Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh đã không ngừng phát huy vai trò của mình, phát động kêu gọi toàn xã hội đóng góp ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Một trong những chương trình thiết thực mang dấu ấn và có ý nghĩa sâu sắc trong năm 2023 đem lại hiệu quả cao đó là hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam, qua đó giúp các hộ ổn định chỗ ở, có thêm động lực vươn lên. Tháng 3 năm 2023, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phát động chương trình chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam về nhà ở. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 104 tỷ đồng. Sau khi rà soát theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ 713 hộ nghèo và 142 hộ nạn nhân chất độc da cam xây dựng, sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ xây mới 80 triệu đồng một hộ, hỗ trợ sửa chữa tối đa 40 triệu đồng một hộ từ nguồn xã hội hóa thông qua quỹ vì người nghèo của tỉnh. Việc hỗ trợ được triển khai qua hai đợt và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 nhằm tạo điều kiện cho các hộ được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Tết này đi đâu được đón Tết được ở cái nhà mới thì tôi rất vui mừng. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và các ban các ngành giúp đỡ gia đình nhà tôi. Đảng ủy đã chỉ đạo đối với Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã rà soát, xây và sửa nhà cho 9 hộ, trong đó xây mới 6 hộ và sửa là 3 hộ. Và các cái hộ được xây sửa nhà cũng rất là phấn khởi. Năm 2023, quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh đạt trên 66 tỷ đồng. Từ nguồn này, các cấp cùng với các chương trình an sinh xã hội đã hỗ trợ sửa chữa và làm mới gần 900 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ là trên 57 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 855 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hỗ trợ 14 hộ có hoàn cảnh khó khăn xây mới theo yêu cầu của nhà tài trợ và hỗ trợ 25 hộ cận nghèo từ nguồn quỹ vì người nghèo trung ương. Có những hộ mà cái lúc mà tỉnh xét duyệt ấy, thì người ta lại không đủ điều kiện để đối ứng. Chúng tôi cũng kết nối để tìm cái nguồn hỗ trợ để đảm bảo làm sao mà các hộ nghèo và có nhu cầu thực sự đều được thụ hưởng những cái chính sách chung của Đảng và Nhà nước. Có thể nói đây là món quà rất là ý nghĩa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với các hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam để giúp cho các hộ có cái chương trình đón Tết trong những căn nhà rất là ấm áp và đầy ắp những nghĩa tình. Có thể nói, các hoạt động an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện thông qua chương trình Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết trong nhân dân, phát huy tinh thần nhường cơm sẻ áo trong cộng đồng. Hy vọng chương trình Nhà đại đoàn kết cho người nghèo của Mặt trận sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới để có thêm nhiều hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh được an cư lạc nghiệp từ chương trình.